Chào mọi người nhé, mình là Hùng. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái vấn đề, đó chính là lý do vì sao chúng ta nên chọn phụ kiện Blum cho cái hệ tủ bếp để đồng hành xuyên suốt. Vậy thì mình sẽ chia sẻ một câu chuyện nhỏ để chúng ta dễ hình dung nhé. Mình là người đã tiếp xúc qua rất là nhiều cái hệ tủ bếp trong quá trình mà thi công. Thì bởi vì chỉ có thi công thì mình mới nắm rõ được nhiều thứ. Đầu tiên đó chính là làm một cái hệ tủ bếp ra, thì trong hệ tủ bếp thì sẽ có cấu thành nên từ những cái vật liệu và những cái phụ kiện đã liên kết. Vậy thì cái việc mà làm xong, đương nhiên rồi, nó sẽ có những cái vấn đề như là bảo hành hoặc là bảo trì. Thì trong những lần bảo hành và bảo trì như thế thì mình có tới và hỗ trợ khách hàng để chăm sóc và bảo dưỡng cái tủ, thì mình mới phát hiện ra một điều là những cái phụ kiện cơ bản như là bản lề, ray trượt và những con ốc vít là những thứ bị hư hỏng, và cái tỷ lệ bị sự cố rất là nhiều ở hầu hết tất cả các hệ tủ. Và trong những lần như thế thì mình sẽ thay thế cho khách hàng, chỉ có việc là thay thế thôi, nhưng mà đơn vị thi công sẽ là người bỏ tiền ra. Nhưng mà sau một cái thời gian vài năm thì khách hàng vẫn bị cái tình trạng hư hỏng đó, thì lúc này là khách hàng vẫn gọi đơn vị thi công tới để họ tiếp tục là thay, nhưng mà cái tuổi thọ của nó sẽ không được bao lâu và khách hàng bắt buộc phải trả một khoản tiền. Nhưng mà chưa đâu nhé mọi người, cái người khách hàng khi trả tiền đó, họ phải nhận được rất là nhiều cái bực bội khó chịu. Thứ nhất là cái trải nghiệm bị kém đi, và cái thứ hai là cái đơn vị thi công cũng chưa hẳn là họ đã xuất hiện ngay lập tức. Hôm nay mình bực bội khó chịu nhưng mà chúng ta bận công việc, không thể gọi họ đến xử lý trực tiếp một cách nhanh chóng. Có thể là hẹn hai bên hẹn với nhau để sắp xếp được một cái ngày nào đó hợp lý, nó có thể là kéo dài gần cả vài ngày đến cả tuần. Thì thời gian đó là cái cảm giác bực dọc và không sử dụng được những cái phụ kiện, những cái hệ tủ đó ngay ở thời điểm đó, cái cảm giác nó ức chế và khó chịu. Chưa kể là đôi khi là những người khách hàng họ có thể nhớ trực tới những điều là ngày đó ta làm đơn vị đó thấy nó là bảo hành trong vòng 24 giờ, hoặc là bảo hành gọi đâu là có đó, nhưng mà đến ngày hôm nay thì khi bị sự cố thì họ cũng không có kịp thời để quay lại hỗ trợ. Và đơn vị thi công thì họ cũng ngầm hiểu rằng bây giờ nếu mà tôi quay lại cái nhà bà đó hoặc nhà ông đó thì chắc chắn một điều là tôi phải thay những thứ đó rồi. Rồi không biết họ có trả tiền cho mình những cái phụ kiện thay thế đó không, hay là họ còn nghỉ trong cái thời gian bảo hành. Đấy, hai bên sẽ luôn luôn đặt câu hỏi ra như thế, và hai bên đều nghĩ về nhau, nhưng mà lúc này cái nghĩ về nhau nó không còn được tốt đẹp nữa. Và mình nhận thấy đó không phải là một giải pháp hay. Thì sau đó thì bắt đầu mình có tìm hiểu trên mạng và biết được là có những cái phụ kiện của hãng Blum. Blum là một cái thương hiệu của Áo, họ đã vào Việt Nam từ rất là lâu rồi, từ năm 2013 mình nhớ là như vậy. Nhưng mà đến nay á, thì họ đi con đường rất là vững chắc, họ đi tới đâu là họ làm đầy đủ từ tư liệu để hỗ trợ những người thợ, hỗ trợ khách hàng, và tư liệu để giúp cho cái người mà tìm hiểu về Blum á, được đầy đủ nhất và rõ ràng nhất. Và mình là một trong những số đó, mình là người đã tìm hiểu về Blum. Thì giai đoạn đầu á, là đối với mình hiểu về Blum á, là chỉ qua những cái bộ tay năng. Đây là bộ tay năng mình để trên góc này cho mọi người dễ hình dung. Chỉ là những bộ tay năng. Thì những bộ tay năng này lúc đầu mình còn nghĩ sai lệch nó cơ. Mình nghĩ những bộ tay năng này sức bắt nguồn từ Trung Quốc mà qua, thì người ta hay gọi là Blum Trung Quốc. Nếu như ai mà đã từng làm hoặc là từng tiếp xúc ở giai đoạn trước á, thì chắc chắn chúng ta sẽ biết đến những cái sản phẩm của Trung Quốc tuồn ở Việt Nam rất là nhiều. Bởi vì bên đó hàng hóa nó dồi dào, và tuồn ở Việt Nam thì câu chuyện là giá thành nó cũng sẽ đưa về mức rẻ và dễ tiếp cận. Nhưng mà câu chuyện là khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm do Blum làm ra nhưng mà dành cho thị trường Trung Quốc, thì cái việc bảo hành dường như là không được hỗ trợ một cách tốt nhất. Mọi người hình dung không ạ? Không được hỗ trợ. Vì ở Việt Nam đã có Blum của Việt Nam, người ta gọi là Blum chính hãng tại thị trường Việt Nam, thì sẽ được hỗ trợ và bảo hành một cách tốt nhất. Đấy, lúc đó là mình chỉ biết tới cái hệ tay năng thôi. Và sau một thời gian dài ngồi cái việc mà dùng tay năng rồi đó, thì cái đó là đương nhiên là mặc định nó đã tốt rồi, không có gì để chê nữa. Và dường như bất cứ căn bếp nào hiện nay, 10 căn bếp thì hết 9 căn bếp là dùng tay năng Blum, còn một căn bếp còn lại là không đủ kinh phí thôi. Chứ còn đa phần là mình thấy ai cũng đều tối thiểu có một bộ tay năng Blum trong hệ tủ. Và bộ tay năng này được lắp ở đâu ạ? Nó được lắp ở khu vực mà kệ ấp chén. Đó là cái nơi để chúng ta đẩy cánh tủ lên, hai cánh cửa nó sẽ được ghép lại với nhau và được đẩy lên trên. Đấy, nó được diễn ra ở nơi đó rất là nhiều. Và người thợ nào dường như là 10 người thì cũng hết 8-9 người là biết lắp bộ tay năng Blum. Trong đó 1-2 người gì đó còn lại là chưa từng tiếp xúc hoặc là tiếp xúc rất là hạn chế thì họ không lắp được thôi. Chứ còn lúc thời điểm đó là mình nói là
bộ tay nâng Bình Lâm thợ nào cũng đều lắp được tốt cả. Rồi sau câu chuyện bộ tay nâng á, thì nó vẫn chưa thể giải quyết được những vấn đề bị bảo hành bảo trì kia. Bởi vì những cái vấn đề bảo hành bảo trì á, nó thường xảy ra ở đâu ạ? Ở những cái bản lề, những cái ray trượt. Và đây là vấn đề cốt lõi, ảnh hưởng tới cái trải nghiệm của người dùng rất lớn. Vậy thì hôm nay mình cho mọi người thấy được, đó chính là những cái bản lề nè. Đây là những cái bản lề mà mình từng bị bảo hành. Nó hư ở đâu ạ? Thứ nhất, nếu như chúng ta thoạt nhìn thì nó là một cái bản lề bằng inox, inox phủ toàn bộ. Nhưng mà qua 5 tháng thì lúc đó chúng ta mới biết được nó hư ở đâu, đúng không ạ? Thì lúc đó đã muộn rồi. Ngay từ đầu mình muốn mọi người á, nếu như chúng ta đã dành thời gian tìm hiểu và đã làm một căn bếp thì phải hiểu được những cái thành phần nhỏ nhỏ nhưng mà đóng vai trò vô cùng quan trọng. Rồi thì một bản lề muốn đóng lại á, đóng lại ở cơ chế gọi là giảm chấn hoặc là đóng lại một cách êm ái, thì người ta hay có cái phần gọi là cái phần chuyển động bên trong này nè. Thì đối với một cái bản lề bình thường tiêu chuẩn á, thì cái phần đóng lại của nó là một cái piston như này, một piston nhỏ bằng thép, một piston bằng thép, và cái phần cơ chế đóng lại này nó cũng bằng thép. Nhưng mà trong quá trình hư hỏng thì mình phát hiện được một điều là 10 bản lề thì hết 10 bản lề là bị hư hỏng ở cái phần này. Cái bề mặt bên ngoài á, nó vẫn còn sáng bóng, vẫn còn rất là tốt và không bị sao hết. Nhưng mà cái phần bên trong là cái phần đã bị hư rồi. Thì nếu như có phát hiện ra được á, hoặc là có cứu vãn được á, thì chúng ta chỉ có thể là bôi phần dầu để bảo vệ. Nhưng mà cái tuổi thọ của nó thì cũng chỉ có chừng đó thôi. Bởi vì cái số lần đóng mở nó sẽ đạt tới một cái đỉnh điểm nào đó, nó sẽ bị hư hỏng. Và cái phần thép này nè, sau cái thời gian mà tiếp xúc với không khí nhiều thì nó cũng sẽ bị hư và xuống cấp rất là nhanh. Và chưa kể nữa là cái trải nghiệm nó bị kém đi. Nếu như một số bản lề rẻ tiền á, thì cái bề mặt này nó có thể là bị rỉ sét, hen rỉ. Và đặc biệt những là công trình mà ở ngoài biển, những cái công trình ngoài biển á, là cái hơi ẩm, hơi gió ngoài biển đưa vào á, thì nó rất là nhanh xuống cấp và hay gọi là lộ nghiêng hình. Đấy, nên chất lượng kém hay không là ở cái phần bên trong này. Và người ta nói á, là bản lề là inox 304, đúng. Có những cái bản lề người ta làm full inox 304, nhưng mà cái phần bên trong nè là người ta vẫn làm bằng thép để giúp nó chuyển động đóng mở một cách êm ái. Và cái phần thép thì người ta mới làm cái cơ chế cái cổ này được. Đấy, nên là cái tuổi thọ của nó cũng rất là ngắn hạn. Trung bình một cái bản lề nếu chúng ta gọi là dùng ở trạng thái bình thường á, thì nó khoảng tầm 3 năm. Nhưng mà nếu như ai mà chăm sóc, bảo dưỡng tốt, hoặc là trong một môi trường gọi là không bị ảnh hưởng từ không khí ẩm hoặc là cái hơi gió từ biển, thì có thể là bản lề tồn tại được mức là khoảng 5 cho đến 6 năm là gọi là cao tuổi lắm rồi. Thì lúc đó nó vẫn xuống cấp và chúng ta sẽ cần phải thay thế. Và mình nhận thấy một điều là những cái bản lề mà ở khu vực khoan chậu rửa, thì những cái chậu rửa kém chất lượng nó sẽ đưa cái hơi ẩm đi xuống. Hoặc là tình trạng mà chúng ta rẻ đông đồ ăn á, cái hơi ẩm nó đọng ở dưới cái khoan chậu thì nó thoát đi đâu ạ? Lúc đó là cái tủ không có những lỗ thông hơi thì thoát đi đâu ạ? Chúng ta đâu có mở cửa ra đâu. Đây thì nó sẽ hơi ẩm nó sẽ tấn công vào những cái thứ này thì nó sẽ bị ảnh hưởng cái tình trạng hen rỉ, làm cho bản lề bị ảnh hưởng và xuống cấp rất là nhanh. Đó nên là chính là những cái khu vực khoan chậu rửa là bị hư trước. Và rồi, đó là mình nói về cái vấn đề là bản lề. Cái bản lề của Blum thì nó có khác biệt gì ạ? Đây là một cái bản lề của Blum. Bản lề Blum thì thoạt nhìn thì nó cũng giống như là một cái bản lề của hãng khác, nhưng mà nó có điểm gì khác? Thứ nhất là mình nhận thấy một điều là nhìn tổng quan thôi nhé. Nhìn tổng quan thì nó cũng không có khác gì mới so với bản lề kia. Và cái cơ chế của nó là đóng vào nó cũng êm ái và giảm chấn. Đây, thì hai cái là hoạt động như nhau, nhìn tổng quan như nhau. Nhưng mà nếu đi phân tích về cái độ chi tiết và cái độ hoàn thiện, thì đầu tiên mình xin đánh giá đó chính là về cái phần đế của nó. Đây là một cái đế của một chiếc bản lề. Và đây cũng là một cái đế của bản lề, nhưng mà nó có sự khác biệt vô cùng lớn. Thứ nhất là nhìn từ cái độ hoàn thiện chi tiết tới cái độ mà sắc sảo của một chiếc bản lề thì Blum hơn hẳn rất là nhiều. Kể cả những cái con vít tinh chỉnh này được đặt trên cái phần đế rất là hay. Nhìn mọi thứ mình thấy nó rất là hoàn hảo và được người ta là nghiên cứu rất là chặt chẽ. Không có những cái chi tiết nào mà gọi là bị thừa thải ở đây cả. Mọi thứ mình thấy rất là tuyệt vời luôn. Kể cả một cái logo của Blum và cái dấu ký hiệu này cũng đều được có trên cái phần mà đế bản lề này. Đó chỉ là phần đế thôi nha. Rồi, tiếp đến là về cái phần bản lề. Thì nếu mà đánh giá về độ chi tiết á, từ cái phần mà lò xo để giúp cho cái phần này nè, cái phần đế đã gài vào nè, cũng rất là khỏe và cứng chắc. Tiếp đến là những cái con vít tinh chỉnh này nè, mình thấy độ hoàn thiện rất là cao. Và chưa kể ở đoạn đây nè, người ta còn có một ít dầu được bôi, không phải là dầu mà gọi là mỡ, được bôi ở cái phần này để giúp cho cái việc mà đóng vào đóng ra cái cổ của nó nè. Đấy, người ta đã tính tới yếu tố này và người ta đã bơm cái phần mỡ vào trong này.
theo năm tháng thì cái phần mỡ này nó vẫn còn nha mọi người. Rồi, chưa kể là cái công nghệ đặc biệt của họ đó chính là công nghệ Blue Motion, được nằm ở trong cái phần này, tích hợp trong cái phần chén nhỏ này. Nó rất là tinh tế, rất là nhỏ thôi, chúng ta sẽ không thấy bằng mắt thường được, mà chúng ta mổ xẻ ra sẽ thấy những linh kiện rất là nhỏ luôn. Thì một cái bản lề như này nếu người ta tách ra, phân mảnh mà tách ra thì nó bao gồm tới 58 chi tiết. Thì mình có để một cái hình nhỏ để cho mọi người dễ quan sát này. Một cái bộ linh kiện được tách rời nhỏ ra từng chi tiết để giúp chúng ta hiểu được một cái bản lề của Blum cấu thành như thế nào. Nó rất là đặc biệt phải không ạ? Và một điểm nữa chính là cái tần sức hoạt động của nó lên tới khoảng 200.000 lần đóng mở. Đó là một con số không phải là ít, nó rất là nhiều với mọi người, 200.000 lần đóng mở. Còn những bản lề như thế này thì người ta đâu có công bố đâu. Nếu công bố có chăng đi thì có một số hãng người ta công bố là 80.000 lần đóng mở. Thì con số 80.000 lần đó đối với mình có thể là trên lý thuyết, nhưng mà thực tế thì nó đã bị hư cái phần này trước rồi. Thì lấy đâu mà 80.000 lần đóng mở, trong điều kiện khí hậu nó không tốt thì nó đã hư phần này rồi. Còn đối với Blum thì sao ạ? Blum có phải là inox 304 không? Thì mình nói rằng là Blum không phải là inox 304, mà họ làm từ thép thôi. Mà loại thép này á, là một loại thép rất đặc biệt. Mình nói là đây là một loại thép rất đặc biệt, vì bản thân mình là một cái người cũng khá là khắt khe trong cái quá trình mà nhận định về vấn đề vật liệu. Thì đơn giản thôi, mình đem nó mình đi ngâm nước muối. Thì ngâm cái này á, không chỉ là ngâm mình Blum, mà mình ngâm thêm một vài cái phụ kiện bản lề của hãng khác nữa. Thì mình nhận thấy một điều rằng là Blum không cần công bố là inox 304 gì hết, mà người ta là thép bình thường và người ta ngâm vào đó. Nhưng mà cái tỷ lệ mà bị rỉ rét, bị thay đổi, bị ăn mòn á, nó chậm hơn rất là nhiều so với những cái bản lề của hãng khác. Và mình có tìm hiểu và có hỏi được á, thì những người làm việc của hãng Blum thì họ có chia sẻ với mình á, đây là một loại thép đặc biệt và được nghiên cứu, gọi là cái tỷ lệ pha trộn như thế nào đó mình không rõ. Nhưng mà thứ nhất là cái độ cứng của nó khá là tuyệt vời. Đầu tiên là cái độ cứng và chịu lực của nó khá là ổn. Thứ hai nữa là loại thép mà giúp cho tình trạng bị ăn mòn nó diễn ra chậm hơn so với những loại thép bình thường. Đấy, thì người ta gọi là có thêm một cái lớp gì đó đặc biệt bên trong này. Mà cái công thức này thì dường như là Blum họ đã nghiên cứu và làm ra những cái loại bản lề của họ, thì họ đã nghiên cứu và tính toán rồi. Vừa chắc chắn nè, vừa chịu lực nè, mà vừa bị ăn mòn chậm. Và người ta cũng có làm một cái bài test. Thứ nhất là test cái số lần đóng mở nè, là người ta có thể là làm tới 200.000 lần đóng mở mà nó vẫn còn hoạt động được cơ bản. 200.000 lần không phải là nó hết chu kỳ là nó hư, là chúng ta vứt cái bản lề, là không phải nha. Nó vẫn còn hoạt động được, nhưng mà nó, ví dụ ngày xưa nó là 10 điểm thì bây giờ hết 200.000 lần rồi thì nó vẫn dùng được, nhưng mà câu chuyện là nó sẽ trải nghiệm kém hơn thôi, chứ nó vẫn ok, chứ không phải là nó bị hư nha mọi người. Thép của nó vẫn chịu được tốt, nó vẫn gắn cánh cửa, nhưng mà cái cơ chế mà đóng vào như này, đôi khi là những linh kiện trong này nó sẽ bị hao mòn qua 200.000 lần đóng mở đó. Và mọi người biết không, người ta đã test qua một cái lò, mình thấy là người ta lò, ở trong đó người ta đun nóng lên, bắt đầu là cái hơi nóng lên đó sẽ giúp cho quá trình chuyển đổi nó nhanh hơn, theo kiểu mà phản ứng học nó được nhanh hơn, giúp cho người ta hiểu được là cái bản chất của cái bản lề thép này nó có bảo đảm ở yếu tố là môi trường khắc nghiệt hay không. Và trong quá trình dùng thì mọi người cũng phải lưu ý là củ bền có một phần là tại con người, tại cái người sử dụng, là nhờ cái người sử dụng, ví dụ như là dính một cái gì đó, đôi khi chúng ta kịp thời đã lau chùi sạch sẽ thì nó sẽ ổn định. Nhưng mà nếu như mà chúng ta nói là bản lề đã quá tốt rồi, không có gì đó lăn tăn cả, thì những cái giọt nước, những cái hóa chất chúng ta vô tình để dính trên này mà chúng ta không lau chùi thì nó vẫn bị ăn mòn như thường. Nên là củ bền tại người, dù cái thứ gì tốt đến mấy thì chúng ta cũng phải hiểu được rằng là đọc kỹ những cái thông tin, những cái hướng dẫn để giúp bảo vệ những cái sản phẩm này được một cách tốt nhất, thì nó sẽ hoạt động và đồng hành chúng ta xuyên suốt. Và mình chia sẻ thêm một điều nữa, nếu như nhìn góc độ về chi tiết á, thì độ hoàn thiện của nó là khá là cao và sắc sảo. Không có bản lề nào hiện tại thị trường đạt được cái độ hoàn thiện sắc sảo như là cái bản lề của Blum. Đó, là ở thị trường Việt Nam thôi nhé. Còn nước ngoài thì thậm chí là có những hãng khác thì mình không rõ lắm. Nhưng mà đối với mình đánh giá ở thị trường Việt Nam thì cái bản lề Blum này quá xuất sắc rồi, không có gì để chê nữa cả. Nhưng mà nếu mà xét về tổng quan á, thì lý do gì để chúng ta mua nó? Đầu tiên là nói về mức giá đi. Mức giá của một bản lề này thì trên thị trường nó dao động từ khoảng 10.000, 20.000. Thợ thì người ta hay dùng khoảng tầm 15-20.000 một cái như này. Nếu như chúng ta dùng bản lề tốt hơn đi, một cái hãng ngày xưa mình hay dùng, đó là một cái hãng gọi là Hepler, thì người ta cũng làm cái bản lề cũng khá là tốt. Ngày đó là mình tâm đắc Hepler rất là nhiều. Nhưng mà
Hepler thì cũng chỉ là ở mức là bảo hành khoảng tầm 5 năm thôi. 5 năm thì bản lề nó cũng đã xuống cấp rồi và người ta hết bảo hành ở thời gian đó. Còn đối với Plum á thì giá thành của nó cao hơn nhiều. Mình ví dụ nha, bản lề của Hepler thì có thể rơi vào con số là 70.000. Còn bản lề này thì nó tăng tới khoảng là hơn 100.000. Luôn cả đế mọi người, hơn cả 100.000 cả một cái đế và một cái lề như này. Thì giá thành nó đắt hơn. Nhưng mà lý do vì sao đắt hơn người ta vẫn mua, và các bạn sau khi xem xong video này cũng sẽ tìm mua những cái bản lề này, là bởi vì lý do. Thứ nhất là chúng ta mua cái độ an tâm, là cái tuổi thọ của nó và cái vòng đời của nó lên tới 200.000 lần đóng mở. Và 200.000 lần đóng mở này nếu mà tính ra một cái tủ bếp mà chúng ta hay dùng thì nó lên tới khoảng tầm 25 năm, một cái vòng đời của một hệ tủ bếp. Và người ta nói với mình là bảo hành trọn vòng đời tủ bếp, trọn đời. Thì trọn đời đây thì 25 năm thì chúng ta lúc đó đã đủ chán chê, thay thế và bỏ đi cái tủ bếp. Thì những thứ này chúng ta cũng bỏ đi là vừa. Và chúng ta sẽ không bị phải thay thế đi, thay thế lại nhiều lần như những cái bản lề mà lúc nãy mình nói vừa vấn đề bảo hành đó. Đấy, chúng ta sẽ hạn chế và không có tình trạng nó diễn ra trong suốt cái vòng đời mà chúng ta sử dụng cái hệ tủ bếp. Đó là một điều cảm thấy nó nhẹ người đi, chỉ có vài chục nghìn hơn thôi. Nhưng mà nó giúp cho chúng ta rất là nhiều từ cái vấn đề là độ bền. Và thứ hai là chúng ta mua là gì ạ? Mua là mua về cái thương hiệu, về cái chất lượng của nó. Và chúng ta mua là mua về cái sự an tâm để bảo hành trọn vòng đời tủ bếp của chúng ta. Thì mọi người hình dung đi, nếu như bản lề mà dỏm á, thì chúng ta cứ tháo ra tháo vào. Những cái lỗ vít á, lâu ngày chỉ cần tháo ra tháo vào nhiều như thế thì nó bị lỏng và bị rỗng, và khiến cho nó tuột cái bản lề sụp sịch ra lại. Những cái này bắt nó không còn được bảo đảm và chắc chắn nữa. Mọi người hình dung ạ. Nên chính vì thế á, ở giai đoạn đầu thì chúng ta cố gắng thêm ít chục ngàn nữa để đầu tư những cái bản lề của Plum này. Một là nó trọn vòng đời hệ tủ, giúp chúng ta không phải bị phiền muộn, và hai bên vui vẻ với nhau, bên thi công cũng khỏe mà bên chủ nhà cũng khỏe, hai bên đều tương tác với lại một cách vui vẻ nhất, và không để bị hư những cái lỗ lặt vặt như này. Biết là những cái lỗ này trong quá trình sử dụng hệ tủ nó phải bị hư, mà chúng ta vẫn dùng những loại lề rẻ tiền để cho cái trải nghiệm kém đi. Không phải vì thời điểm đó chúng ta làm mà không có tiền là chúng ta cắt giảm hoặc là bóp nó lại đâu. Mà thực ra thì các bạn thực sự là không tìm hiểu và không biết được cái bài Plum này thôi. Chứ còn nếu chúng ta đã biết bài Plum thì chắc chắn bằng mọi giá ai cũng sẽ dùng cái thứ này để sử dụng cho cái hệ tủ của mình. Bởi vì những cái lợi của nó quá lớn. Lợi từ cái việc là trọn vòng đời hệ tủ, không lo lắng tất bản lề này nữa. Gọi là đầu tư một lần mà không còn lo nghĩ gì nữa. Nó chỉ đắt hơn có vài chục nghìn thôi. Thì trong hệ tủ chúng ta, mọi người đếm đi, có bao nhiêu cái bản lề? Rất là ít chứ không phải là nhiều. Nhưng mà mỗi cái bản lề chỉ đắt hơn vài chục nghìn, mà cái tuổi thọ sử dụng của nó lên tới hơn 200.000 lần đóng mở, tương ứng với khoảng tầm 25-30 năm. Một con số quá khủng khiếp, đủ giúp chúng ta an tâm. Và khi ai đó hỏi tới phụ tủ bếp mình đang dùng cái bản lề gì, của hãng nào, thì chúng ta vẫn tự tin một điều là tôi dùng bản lề của hãng Plum. Và kể từ khi mình biết tới Plum này thì dường như là trong đầu mình không còn nghĩ ngợi gì tới bất cứ một hãng nào khác. Những cái hãng ngày xưa mình từng dùng, từng tiếp xúc, từng thần tượng thì câu chuyện bây giờ mình đã gạt bỏ hết hoàn toàn. Mình không phải là một cái người gọi là bỏ đi cái gì đó một cách nhanh chóng. Nhưng nếu như mình biết một cái gì đó tốt hơn mà mình còn dùng lại cái đồ mà thấp cấp hơn thì dường như là mình không chịu cái điều đó. Và khi mình đã biết cái bản lề Plum này tốt nhất hiện nay thì mình chắc chắn một điều phải dùng nó và chia sẻ những cái trải nghiệm này giúp cho chúng ta hiểu hơn. Và trong quá trình đó thì mình cũng cung cấp khá là nhiều những cái bản lề này cho rất là nhiều người. Thì cái tỷ lệ mà bị hư hỏng và trục trặc dường như là bằng không với mọi người. Chỉ có một số ít khách hàng họ đỡ một cái chất gì đó nó dính vào bản lề thì khiến cho tình trạng nó bị chấm reset. Thì tình trạng nó cũng sẽ được khắc phục bằng cách là chùi lâu hoặc là thay những cái bản lề khác thôi. Còn ngồi ra thì dường như là dùng cái bản lề này thì hoàn toàn an tâm. Và nếu như người nào mà kỹ tính á, có thể là bôi thêm một ít dầu mỡ để bôi lên cái thân bản lề thì xuyên suốt cái quá trình sử dụng đó không hề gặp phải một cái tình trạng gì nữa đó. Đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ cho mọi người nhé. Thì ngoài cái bản lề ra thì nó vẫn còn một phần, đó chính là ray trượt. Thì đối với mình á, cái bộ ray trượt của Plum á cũng là một cái điều mà mình tâm đắc cực kỳ. Thì đây là một cái bộ ray. Bộ ray này thì nó chịu tải được khoảng 40kg. Vẫn có những loại giống như thế này nhưng mà chịu tải được lên tới 70kg. Thì chúng ta có thể linh hoạt để lựa chọn cái mức tải trọng đó để phù hợp với cái việc mà chúng ta đang chứa đồ ở vị trí đó. Thì đối với mình á, một bộ ray của Plum nhìn thì nó cũng không khác mới so với những bộ ray của hãng khác.
nhưng mà cái giá thành của nó đắt hơn, thậm chí gấp đôi đến thậm chí gấp 3 lần so với những cái bộ ray của những hãng khác, và thậm chí có thể là nó lên tới gấp 4 lần cơ. Tại sao nó lại đắt như vậy? Thứ nhất là mình nói rồi, lúc nãy là cái phần thép của nó, phần thép của nó rất là cứng. Đó là cái điều tiên quyết đầu tiên. Thì ở cái tải trọng mà 40 hoặc là 70kg là những cái tải trọng khá là lớn và nặng. Thì một bộ ray như thế này á, nó gồm hai thành hai bên. Thì nếu như mà chúng ta chia đôi đi thì 40kg thì mỗi bên sẽ chịu tải được khoảng tầm 20kg. 20kg này á, thì một bộ ray nhỏ nhẹ như thế này, trọng lượng của nó thì chỉ có khoảng 1kg thôi, mình độ là khoảng 1kg, mà nó chịu lên tới 20kg. Thì mọi người phải hiểu là cấu tạo của nó đặc biệt, rất đặc biệt, thì giúp cho nó chịu được cái tải trọng lớn như thế. Và cái tiếp theo là người ta vẫn bảo hành trọn đời đối với cái bộ ray này. Và trong quá trình mà sản xuất ra thì người ta đã test thử là cái bộ ray này trượt ra trượt vào êm ái ở khoảng là 100.000 lần đóng mở. 100.000 lần đóng mở không phải là con số nhỏ nha mọi người. Với một bộ ray như này, 100.000 lần mình đánh giá là khá là lớn. Và 100.000 lần này thì tương ứng với cái số vòng đời là khoảng tầm 20-25 năm một cái người mà trải nghiệm một cái ngăn kéo. Thì mọi người hình dung đi, mỗi ngày chúng ta chỉ cần là kéo ra kéo vào, đóng vào đóng vào, chỉ khoảng tầm 4-6 lần thôi là cùng. Thì quỵ chi một năm thì chúng ta nhân lên thử ra bao nhiêu ạ? Thì khá là khiêm tốn đúng không ạ? Thì cái số 100.000 lần đủ để giúp chúng ta sử dụng trơn tru và mượt mà. Thậm chí là có người còn sử dụng hơn cái số đó nữa cơ. Đến 100.000 lần chúng ta vẫn đóng vào, mở ra và đóng vào, thậm chí là êm ái, chẳng bị hư hỏng gì hết. Và một điều á, mình nhìn nhận xét chi tiết á, thì như lúc nãy mình hay nói về bản lề á, là cái đồ hoàn thiện của những cái phụ kiện Blum nó rất là tuyệt vời. Người ta làm từng cái chi tiết rất là nhỏ, mà trên những chi tiết này á, đều có những cái ký hiệu, đều có những cái mã số. Từng sản phẩm Blum làm ra đều có những cái con số trong đó, giúp cho không có sản phẩm nào bị giống sản phẩm nào. Bởi vì mỗi sản phẩm là có một cái con số trên thân sản phẩm. Đó là điều cực kỳ đặc biệt, mà những sản phẩm khác đôi khi người ta làm hàng loạt ra chẳng có con số nào cả. Đấy, còn đây là những sản phẩm Blum, nó được lắp ghép từ rất là nhiều bộ phận khác nhau. Mình không rõ là cái bản lề, cái ray trượt này được lắp ghép từ mấy bộ phận, người ta không có tính cái điều đó. Nhưng mà mình thấy là những cái bộ phận này đều được lắp ghép lại với nhau. Từng cái chi tiết như là phần nhựa nè. Nhựa thì sao ạ? Là cái độ bền của nó cũng khá là cao, và nó không bị lão hóa theo thời gian, gọi là chống chịu theo thời gian, rất là bền. Bởi vì người ta tính là mọi thứ yếu tố khắc nghiệt như là nhiệt độ, thời tiết và thậm chí là bị ăn mòn, những cái yếu tố này người ta phải tính được hết thì người ta mới dám bảo hành cho mọi người là trọn vòng đời để sử dụng. Thì mình thấy một điều là từng chi tiết nhỏ thôi nhưng mà Blum khá là chú trọng, và những cái điểm nào mà gọi là quan trọng á đều được Blum là làm một cách là tỉ mỉ cực kỳ. Rồi bây giờ thì mình sẽ trượt ra này. Để trượt ra như này á thì bên trong cái cơ cấu của nó chắc chắn nó sẽ khác so với những hãng còn lại, là người ta làm một cái công nghệ dành riêng cho họ. Và cái công nghệ này thì người ta nghiên cứu ra rồi. Và những cái công nghệ này á thì nó có gì đặc biệt? Bên trong là những cái bánh xe bằng nhựa nè, những cái phần bít tông để chuyển động nè, những cái phần lò xo nè, mọi thứ đều được làm một cách tỉ mỉ. Ví dụ như là những hãng khác đi, những cái phần chuyển động hay là những cái phần lò xo á, người ta làm lộ thiên ra bên ngoài, thì trong quá trình mà sử dụng á, thì bụi nó sẽ dễ dàng bay và bám dính vào đó, khiến cho nó nhanh chóng bị xuống cấp, và thậm chí là đóng vào và mở ra và đóng vào nó không còn được mượt mà nữa. Nhưng mà đối với ray trượt Blum nè, thì những chi tiết mà đặc biệt là tiếp xúc nhiều á, mở ra đóng vào á, thì người ta đều được che và kín, được cho nó nằm bên dưới, hay còn gọi là có những cái phần thân để che nó lại, rất là đặc biệt. Và những chi tiết nhựa nè, mình thấy là đều có những cái phần mở để người ta bôi vào cả, kể cả những chi tiết như bánh xe như này, mọi thứ đều được làm một cách tỉ mỉ. Những cái chi tiết mà họ làm ra nè, mình thấy là cái độ hoàn thiện khá là cao. Trên thân những cái chi tiết này đều có khắc những cái logo của Blum cả, từ phần nhựa cho tới phần thép. Một điểm mà mình không có gì để chê. Và người ta làm thì người ta tính luôn những cái yếu tố mà tăng chỉnh được, giúp cho người thợ trong quá trình lắp á, không phải là tháo ra tháo vào nữa, mà sẽ có những cái vị trí để người ta chỉ cần thò tay vào đó, hoặc là dùng tua vít để người ta chỉnh những yếu tố nhỏ, giúp cho bản lề hoặc là ray trượt nó trở lại trạng thái cân bằng một cách nhanh nhất, hay còn gọi là chỉnh 3 chiều hoặc là chỉnh 4 chiều đó. Thì trong ngăn kéo thì mọi người biết rồi, lắp ngăn kéo nó không phải là đơn giản, nó rất là vất vả cho người thợ. Nếu như mà không có những cái vị trí tinh chỉnh này thì người thợ cứ lắp, mở ra, gắn lại, mở ra, gắn lại, chỉnh đến khi nào mà nó bị hư cả cái ngăn kéo của chúng ta thì thôi. Nhưng mà đối với Blum này thì lắp đặt vô cùng dễ dàng. Với những cái tài liệu Blum cung cấp á,
từ là cái phần mềm nè, trên app điện thoại nè, tới từ website nè, tới tất cả những cái giấy tờ ở trong những cái hộp sản phẩm đều có đầy đủ, giúp cho người thợ từ người không biết, chỉ cần chúng ta chịu khó đọc xong tài liệu, ngồi tỉ mỉ lắp từng xí khoan con vít á, là trước khi mà khoan á là người thợ phải đọc kỹ tài liệu, rồi khi mà đã khoan á thì phải chính xác, thì mọi thứ rất là đơn giản, không có gì khó. Nếu như một số hãng khác họ làm ra những sản phẩm á, họ làm ra một cách đồng loạt, họ bán cho rất là nhiều đơn vị, người ta mua về, nhưng mà câu chuyện là không có một cái tài liệu hướng dẫn nó lắp ráp sản phẩm. Đó là vấn đề cực kỳ đau đầu. Và đặc biệt là những người thợ họ lắp theo kiểu mà lắp mò. Tôi đã từng lắp bộ này rồi thì chắc bộ kia nó cũng tương tự. Nhưng mà đâu phải đâu. Mỗi hãng thì nó sẽ có một cái thiết kế khác nhau, một cái design khác nhau. Thì trong những cái lần design khác nhau như thế thì lắp đối với người thợ là có thể là họ lần đầu, có thể là lần một, lần hai gì đó. Nhưng mà phải luôn luôn có những cái tài liệu để giúp cho người thợ họ lắp được những sản phẩm đó chứ. Chứ nếu như không có tài liệu thì dường như là cái sản phẩm đó nó chỉ tiếp cận đến một số rất là ít người. Chính vì thế mình rất hài lòng khi Blum họ cung cấp sản phẩm. Trước khi mà tung một sản phẩm nào ra thì cái nguồn tài nguyên hay còn gọi là tài liệu từ lắp đặt nè, tới thông tin sản phẩm nè, tới cách bảo quản sản phẩm nè, tới thậm chí là đầy đủ mọi thứ từ giá thành này kia đều được công khai, giúp cho người dùng, từ khách hàng tới người thợ, tới những người mà quan tâm Blum, thì người ta cũng đều có những cái thông tin đó để họ tìm hiểu trước, cảm thấy vô cùng an tâm. Và chưa kể là cái chính sách bảo hành lên tới trọn đời thì không có gì để chê cả. Nên là mình đánh giá hai chiều. Một là về phần chi tiết, cái độ hoàn thiện cực kỳ sắc nét. Và cái thứ hai là nhìn về tổng quan, chắc chắn một điều là ray trượt của Blum nó sẽ khác hẳn. Đấy. Và mình thấy một điểm cũng khá hay nữa là đối với ray trượt Blum, nếu mà chúng ta dành số tiền kha khá để đầu tư nó rồi á, thì nó vẫn cho phép chúng ta nâng cấp theo thời gian. Đó chính là nâng cấp những cái bộ như này. Đây là những cái bộ giúp cho cái ray trượt chúng ta chỉ cần chạm tay vào để nhấn nó sẽ chạy ra. Đây gọi là những cái bộ tip on, hay còn gọi là bộ nhấn mở dành cho phần ray trượt. Thì nếu như chúng ta mà không có dùng những cái bộ như này á, và có điều kiện tốt hơn thì chúng ta có thể là sử dụng những cái bộ điện. Những cái yếu tố như này á, thì giúp cho người dùng mà khi chúng ta không thích dùng tay nắm, chúng ta chỉ muốn dùng một chạm để mở nó ra. Và cái ngăn kéo chúng ta khi mà không có tay nắm á, thì cái thành hộp hoặc là cái đoạn kẽ nhỏ, cái đoạn mà khoảng hở ở giữa cái hai ngăn kéo á, nó sẽ không còn nữa, và chúng ta sẽ làm khít với nhau luôn, tăng được cái phần thành hộp và tăng được phần chiều cao, cộng thêm nữa là sẽ tăng cái phần thẩm mỹ bằng cách là chúng ta dùng những cái phần nhấn này, nhấn cơ hoặc là nhấn điện. Nên là mọi người lưu ý nhé, khi mà chúng ta đầu tư những bộ ray trượt Blum nè, giai đoạn đầu nó khá là cao, nhưng mà nó sẽ đồng hành với chúng ta về nhiều mặt lợi ích. Như là mình á, nếu như mình dùng thì tối thiểu mình sẽ dùng những bộ ray trượt của hãng Blum, nhưng mà tên gọi của nó là ray trượt Tandem, chịu tải được khoảng 30kg thì nó không có tích hợp những thứ này, nhưng mà giá thành của nó bù lại là khá là hợp lý và chúng ta dễ dàng tiếp cận được. Tối thiểu thì mọi người cũng phải dùng được những bộ ray của Tandem, không có nhấn mở, nhưng mà chúng ta dùng những bộ ray của Tandem thì cái yếu tố là đóng mở và chịu tải cũng khá là ổn. Còn nếu ai mà có điều kiện hơn mà chúng ta quan tâm tới cái việc nâng cấp thì đầu tư những bộ ray của Movento. Movento là một cái loại ray khá là thông dụng, đặc biệt là những người mà sử dụng gỗ tự nhiên á, cái tải trọng nó cao, đặc biệt là những người dùng gỗ tự nhiên nhé mọi người. Cái đồ gỗ tự nhiên thì nó khá là nặng, thì chúng ta phải cần ở mức là 40kg hoặc là 70kg để cho nó thật sự phù hợp. Chứ còn nếu như chúng ta làm cái ngăn kéo nó to và nó lớn, nó nặng như thế mà chọn những cái bộ ray chịu tải cũng 30kg thì câu chuyện là chúng ta chứa được rất là ít đồ, thì chúng nó đã bị quá tải rồi. Vậy thì chúng ta dùng những bộ 70 như thế này hoặc là 40 như thế này thì nó sẽ bảo đảm hơn nhiều nhé. Và những cái phần mà tip on như này thì mọi người nhớ nha, chúng ta khi mà thiết kế thì chúng ta phải cân nhắc và tính toán luôn. Nếu như không dùng tay nắm thì chúng ta sẽ đầu tư những bộ như này, giá thành của nó thì khoảng vài trăm nghìn một bộ, và chúng ta sẽ cân nhắc để đầu tư nó. Đây là những cái thành phần cơ bản giúp cho chúng ta có được một cái hệ tủ bếp trải nghiệm được tốt hơn khá là nhiều. Và một điều mình vô cùng hài lòng đó chính là Blum không chỉ có những loại ray này đâu, mà người ta còn có những bộ ray có cái thành hộp cao, hoặc là hai cái thành hộp hai bên đó, giúp chúng ta không cần phải làm gỗ hoặc là nhựa gì nữa, mà chúng ta mua nguyên một cái bộ thành hộp đó về, nó có phần ray trượt này và có những cái thành hộp hai bên, thì người thợ chỉ cần làm mặt sau, mặt hậu và mặt đáy, kể cả mặt trước, còn lại hai bên hông đã có những cái phần của Blum rồi, nó rất là đẹp và thẩm mỹ, và cái độ êm ái và độ mượt mà của nó cũng rất là cao. Đấy, nếu chúng ta quan tâm thì có thể tìm hiểu sâu thêm về những cái bộ ray hộp của Blum.
ngoài những cái bản lề, những cái ray trượt mà mình vừa chia sẻ, thì cái điều mà chúng ta cũng sẽ thay đổi nhận thức đó chính là những cái cao piston hơi này nè. Thì mình thấy những cao piston hơi này á, dùng cũng khá là ổn, nhưng mà nó vẫn bị tình trạng là yếu hơi sau khoảng tầm hơn 1 năm đến 2 năm sử dụng. Thì cái việc mà nâng đỡ của nó sẽ không còn bảo đảm như ban đầu nữa. Chính vì thế là người thợ và bên thi công vẫn phải thay thế cho chúng ta. Để cái việc này không diễn ra như là những cái bản lề kém chất lượng nữa, thì chúng ta sẽ không dùng nó nữa. Gọi là không dùng nó nữa nha mọi người. Và từ đó mình đã được học một cái bài học, đó chính là dùng những cái phụ kiện của Blum, và đặc biệt là cái tay nâng của Blum nè. Giá thành của nó thì có thể là đắt hơn gấp 10 lần so với cái piston hơi. Giá thành của nó thì rơi vào tầm con số là khoảng 700 mấy nghìn một cái tay như này. Nhưng mà những cái lợi ích nó mang lại là vô cùng nhiều. Thứ nhất là nó có thể là mở lên nhưng mà dừng lại được ở đa điểm, là giúp cho người dùng khi mà chúng ta chiều cao như thế nào, hoặc là chúng ta muốn lái đồ ở khoảng nào, thì chúng ta chỉ cần mở hé cửa là nó sẽ dừng được theo cái nhu cầu của mình. Đó là cái lợi ích đầu tiên. Và cái thứ hai là cái lực của nó chúng ta có thể là tăng chỉnh. Ví dụ như là piston hơi đi, thì cái lực của nó là 100 N, thì nó mặc định trên coi này là 100 N. Chúng ta chọn coi mạnh hơn thì nó sẽ là mạnh hơn. Nhưng mà đối với một cái tay nâng này, nó chức năng thì tương tự, nhưng mà nó sẽ có thêm những phần là điều chỉnh lực để chúng ta từ giảm từ yếu tới trung và tới cao điều chỉnh lực được nhé. Và nó giúp cho chúng ta có thể là khai thác được cái vấn đề là mở được, dừng đa điểm. Và ngoài ra thì nó còn có thể thêm những tính năng như là không tay nắm, thì chúng ta dùng phương án là nhấn bằng tip on để mở, hoặc là có tay nắm thì chúng ta mở bằng tay nắm vác để mở nó lên. Cái tay này thì mình thấy là khá là hay. Thì nếu như trong tủ bếp chúng ta, hoặc là những nơi như là cái kệ sách nè, tủ trang trí nè, thì chúng ta cũng sẽ nên đầu tư những cái tay như này. Giá thành mình nghĩ là nó không có bao nhiêu đồng cả đâu. Nếu mà chúng ta thực sự quan tâm tới những cái sản phẩm đồ nội thất và muốn cho nó bền và chất lượng, thì tối thiểu là phải đầu tư được những cái thứ này nhé. Đây là những cái điều mà cơ bản cực kỳ. Chỉ có những người mà không biết thì họ mới bàn lùi là nói là lắp tay này tốn kém lắm. Ngày xưa mình cũng nghĩ như thế đó. Mình cũng nghĩ trời, cái piston là ổn rồi. Nhưng mà kể cả từ khi mà bắt đầu là thay đổi được nhận thức, là khi mà gặp những cái Blum như này, thì tư duy lúc đó mình mới được khai sáng. Thì chẳng ai mà gọi là dùng một cái món đồ mà có thể là hôm nay dùng, mai tôi thay món khác, thì đó là quá tốt rồi. Có điều kiện quá tốt rồi, nhưng mà nó cũng sẽ mất thời gian và ảnh hưởng đi rất là nhiều chuyện phức tạp. Thì chính vì thế chúng ta làm một cái sản phẩm nào đó thì cố gắng là chọn những cái phụ kiện đồng hành, đóng mở một cách êm ái và được bền vững theo năm tháng. Nên là những cái phụ kiện Blum này hoàn toàn phù hợp. Từ cái điểm mà chi tiết hoàn thiện từng linh kiện nhỏ cho tới tổng quan và cái thương hiệu của nó, thì mọi người không có gì để bàn cãi nữa cả. Chúng ta bây giờ chọn phụ kiện Blum để mua là bởi vì chúng ta muốn sự an tâm và muốn sự đồng hành trọn vòng đời. Không ai đi muốn là mua một cái sản phẩm về để phải thay thế lại sau vài năm sử dụng, đúng không ạ? Vậy thì đỡ mất thời gian và đỡ mất tiền bạc nhiều hơn, thì người thông minh thì người ta sẽ chọn những cái phụ kiện Blum này để đồng hành cho cái hệ tủ của họ. Và nếu như mà ai á, chúng ta cảm thấy ít tiền, cảm thấy lo lắng, không đủ tài chính để mua Blum này á, thì luôn luôn có những giải pháp từ cái nhân viên ở showroom Blum, họ có thể tư vấn để giúp chúng ta lựa chọn những cái gói sản phẩm nó phù hợp nhất, nó linh hoạt nhất. Ít tiền thì không nhất thiết phải mua cái vấn đề là giảm chấn này. Chúng ta mua những cái bản lề không giảm chấn, đặt ở những vị trí mà không cần phải là giảm chấn. Đấy, nên là giá thành của những cái bản lề mà không giảm chấn nó sẽ rẻ hơn để phù hợp với túi tiền chúng ta. Có rất là nhiều giải pháp. Quan trọng là chúng ta đầu tiên là phải khai sáng cái tư duy, là chúng ta sẽ chọn những đồ Blum. Còn cái việc mà nó đắt hay rẻ, sẽ có người tư vấn chúng ta những cái giải pháp nó phù hợp, những cái sản phẩm nó phù hợp. Đầu tiên là chúng ta phải biết là vì sao mình chọn Blum này. Bởi vì những độ chi tiết, độ hoàn thiện, những sản phẩm chi tiết của nó quá là tuyệt vời. Và thứ hai nữa là chúng ta an tâm trong suốt cái quá trình mà chúng ta sử dụng cái đồ nội thất, không lo cái chuyện hư hỏng về những cái phụ kiện này nữa. Đấy, đó là hai cái điểm lớn mà để chúng ta lựa chọn Blum. Rồi, thì còn lại rất là nhiều những cái sản phẩm khác mà mình muốn chia sẻ, nhưng mà cái thời lượng thì nó không cho phép, mà mình sẽ chia sẻ ở những tập sau. Trong tập này thì mình chỉ muốn cho mọi người hiểu rằng là lý do vì sao chúng ta nên chọn phụ kiện Blum để nó đồng hành cho cái đồ nội thất của nhà mình. Rồi, thì chắc chắn là cái video này nó sẽ cung cấp cho mọi người một cái thông tin cơ bản, giúp cho chúng ta hiểu được lý do vì sao chúng ta nên chọn Blum nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này. Nếu thấy video này thực sự hay và hữu ích, và cái sự chia sẻ trải nghiệm của mình á, thật lòng,
thì mọi người hãy giúp mình một like và thậm chí có thể là chia sẻ video này, giúp cho người thân mọi người có thể là hiểu được cái giá trị của hãng Blum này đem lại cho những cái đồ nội thất trong nhà, và đặc biệt là dành sự yêu ái lớn nhất cho cái hệ tủ bếp nhé. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé.